chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong phần sổ tay học hôm nay sẽ hướng dẫn cách chăm sóc trẻ lúc giao mùa và những lưu ý khi dùng máy khí dung tại nhà cho trẻ. Cuối chương trình sẽ là câu chuyện y tế về việc đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường trong mùa dịch. Bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột, chênh lệch nhiệt độ lớn tạo điều kiện thuận lợi cho các loại virus vi khuẩn có hại phát triển, ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Phùng Thị Bích Việt, phụ trách khoa chuyên khoa Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên để tìm hiểu về các cách chăm sóc cho trẻ thời điểm giao mùa. Sau đây tôi xin chia sẻ với các bố mẹ cách chăm sóc trẻ thời tiết vào thời điểm giao mùa để tránh nhiễm bệnh cũng như là nâng cao sức đề kháng của trẻ. Thứ nhất, về môi trường sống thì đảm bảo cho nhà cửa luôn sạch sẽ, thoáng đãng, khô ráo, tránh lưu trữ những cái vật dụng trữ nước lâu ngày để làm môi trường cho vi khuẩn gây bệnh phát triển. Thứ hai, tránh cho trẻ tham gia những hoạt động ngoài trời khi ở ngoài trời đang có mưa, ẩm ướt hay sương mù. Thứ ba, tuyệt đối không đưa trẻ đến những nơi đông người để tránh tiếp xúc lây nhiễm mầm bệnh. Thứ tư, khi gia đình có những người mắc bệnh lý lây nhiễm về đường hô hấp như cảm, cúm, ho, sốt thì chúng ta nên cách ly trẻ với những thành viên này. Thứ năm, luôn đảm bảo cơ thể, quần áo, vật dụng, đồ chơi của trẻ sạch sẽ. Thứ sáu, giữ ấm cho trẻ. Đây là một trong những yếu tố hết sức quan trọng vì vào những thời tiết giao mùa thì nhiệt độ trong ngày thường thay đổi. Thế nên các bậc cha mẹ nên chú ý cho con mặc những quần áo chất liệu cốt tông, thoáng mát, rộng rãi và đặc biệt lưu ý giữ ấm cho trẻ về ban đêm những phần như cổ, ngực, lòng bàn chân. Về vấn đề dinh dưỡng để đảm bảo sức khỏe cho trẻ cũng như là nâng cao sức đề kháng, tránh nhiễm bệnh thì vấn đề về dinh dưỡng cũng hết sức quan trọng. Thứ nhất, các bậc cha mẹ lên một cái thực đơn đầy đủ các chất dinh dưỡng bao gồm có 6 nhóm: chất bột, chất đạm, chất béo, vitamin, khoáng và nước. Thứ hai, ngoài 3 bữa chính, các bậc phụ huynh có thể bổ sung cho trẻ những bữa phụ là những bữa ăn có nguồn gốc từ sữa và trái cây. Thứ ba, đối với những trẻ biếng ăn thì các bậc phụ huynh có thể chia nhỏ bữa ăn, tránh cho trẻ ăn vặt trước những bữa ăn chính, kích thích trẻ tham gia các hoạt động để trẻ có thể mau đói, thèm ăn. Thứ tư, với những trẻ mà mới ốm dậy thì sức đề kháng còn yếu cũng như là trẻ không có cảm giác thèm ăn thì các bậc phụ huynh cũng nên thay đổi cái khẩu phần ăn, chế độ ăn. Chúng ta có thể cho trẻ ăn những đồ ăn mềm, lỏng như là cháo, mì để cho trẻ có thể dễ hấp thu. Ngoài ra hiện nay khi mà xã hội đang rất là phát triển thì một cái vấn đề là tiêm vaccine thì cũng là được các bậc phụ huynh hết sức là lưu ý. Bố mẹ thì nên cho con tiêm chủng đầy đủ theo chương trình tiêm chủng của vaccine. Ngoài ra trước cái thời điểm giao mùa thì chúng ta cũng có thể tiêm phòng thêm cho trẻ những mũi như là cúm, phế cầu thì cũng làm cho cái sức đề kháng của trẻ rất tốt để có thể vượt qua cái giai đoạn giao mùa. Đối với những người chăm sóc trẻ thì cũng phải hết sức chú ý đến cái vấn đề vệ sinh cá nhân, giữ vệ sinh răng miệng, tay, rửa tay xà phòng trước khi chăm trẻ và sau khi chăm trẻ. Sông khí dung là phương pháp phổ biến để điều trị cho bệnh nhân đang gặp phải các vấn đề về đường hô hấp. Bất kỳ ai cũng có thể mua máy về nhà sử dụng, nhưng phải theo sự hướng dẫn của bác sĩ. Sau đây sẽ là những lưu ý của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Hữu Tân, trưởng khoa liên khoa tai mũi họng mắt răng hàm mặt, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà về việc sử dụng máy phun khí dung tại nhà đúng cách. Trong chương trình hôm nay tôi hướng dẫn các bạn sử dụng máy khí dung và một số lưu ý để làm sao chúng ta sử dụng hiệu quả nhất. Thứ nhất là kiểm tra thuốc và liều lượng thuốc trước khi dùng. Luôn luôn đọc kỹ và sử dụng thuốc với liều lượng của bác sĩ chỉ định. Mỗi căn bệnh sẽ có loại thuốc sử dụng riêng và cách sử dụng riêng. Nếu sử dụng sai thuốc và sai liều lượng có thể dẫn đến những hậu quả rất đáng tiếc. Thứ hai là tư thế người bệnh. Khi sử dụng máy khí dung, trẻ cần đeo mặt nạ, ngậm ống thở hoặc thời điểm thích hợp tầm 10 đến 15 phút. Đối với trẻ dưới 5 tuổi thì chúng ta chỉ chọn cái mặt nạ. Thứ hai là chọn kích thước mặt nạ phù hợp. Với mặt nạ kích thước phải phù hợp để đặt ngay ngắn trên mặt trẻ. Nếu không phù hợp thì cả khạc xương sẽ đi ra ngoài dẫn đến tình trạng khí dung không hiệu quả. Thứ ba, đối trẻ lớn thì có và người lớn đối các bệnh lý đường hô hấp dưới thì chúng ta có thể dùng ống ngầm. Thứ tư là chọn thời điểm. Thời điểm thì chúng ta chọn thời điểm trong ngày yên tĩnh, tránh trước và sau bữa ăn hoặc là lúc gia đình đang có nhiều hoạt động thì khi sử dụng thì chúng ta cần thời điểm yên tĩnh để người bệnh tập trung hít sâu, thở đều
để khử trùng hiệu quả nhất. Sau khi thực hiện xong khử trùng đối với bệnh nhân thì chúng ta có thể đầu tiên là phải rửa mặt bằng nước sạch. Đối với khử trùng đường hô hấp trên thì chúng ta không cần súc miệng. Còn đối với khử trùng đường hô hấp dưới như viêm thanh quản, viêm phổi, viêm phế quản thì chúng ta súc miệng bằng nước muối sạch. Đặc biệt lưu ý trong quá trình sử dụng khử trùng chúng ta không sử dụng quá liều và quá thời gian hoặc là quá nhiều lần trong ngày sẽ dẫn đến tình trạng là lệ thuộc thuốc và ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài của phổi. Hoặc là một số thuốc, đặc biệt là thuốc kháng sinh hoặc corticoid có thể dẫn đến tình trạng là phụ thuộc thuốc và làm giảm suy giảm hệ thống miễn dịch. Một số thuốc có thể ảnh hưởng đến ốc tai, làm cho có thể ngộ độc tai rất đáng tiếc, đặc biệt là những đứa trẻ mà trong quá trình tập nói hoặc chưa biết nói. Đối với một số thuốc làm giãn phế quản có thể làm cho tác dụng phụ gây bủn rủn chân tay, hồi hộp đánh trong ngực. Đặc biệt các chuyên gia cũng khuyên cáo đối với trường hợp hen phế quản cũng không nên làm dùng thuốc khử trùng vì có thể là làm cho bệnh nhân cảm giác như bệnh nhẹ nhưng đến khi diễn biến nặng thì xử lý không kịp rồi là dẫn đến tình trạng nguy hiểm. Sau khi kết thúc thì chúng ta phải vệ sinh và bảo quản dụng cụ máy khử trùng. Bệnh đau nửa đầu là bệnh lý phổ biến, cơn đau có thể xảy ra với bất cứ ai vào bất cứ thời điểm nào. Mặc dù không đe dọa tính mạng nhưng nó khiến cho chất lượng cuộc sống giảm sút, ảnh hưởng đến mọi hoạt động hàng ngày và tinh thần của người bệnh. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, đau nửa đầu có thể gây ra những biến chứng về thần kinh. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Duy Khiêm, phó trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện Tâm Thần Kinh Hưng Yên về nguyên nhân cũng như cách phòng và điều trị bệnh đau nửa đầu. Tôi thường xuyên bị đau nửa đầu thì tôi muốn hỏi bác sĩ xem là nguyên nhân tại sao. Đau nửa đầu migraine là một bệnh thường gặp. Nguyên nhân gây ra đau nửa đầu migraine này thì hiện nay các nhà khoa học chưa giải thích được rõ ràng, nhưng đã được chứng minh rằng có liên quan đến yếu tố gen. Nó mang tính chất gia đình được ghi nhận ở các bệnh nhân. Các nhà khoa học cũng đồng ý với quan điểm bệnh lý đau nửa đầu migraine xuất phát từ các căn nguyên mạch máu não do sự rối loạn vận mạch ở một nửa bên đầu. Có rất nhiều tác nhân có thể kích hoạt các cái triệu chứng đau đầu migraine. Đầu tiên có thể nói đến như là tình trạng cơ thể suy nhược, bệnh nhân thiếu ngủ, căng thẳng, stress, tình trạng thay đổi thời tiết, các cái thay đổi về nội tiết tố ở nữ, hoặc như các cái kích thích quá mức như là ánh sáng, tiếng động mạnh, mùi khói thuốc, hoặc là tình trạng lạm dụng rượu bia. Tôi muốn hỏi là cái triệu chứng của bệnh đau nửa đầu. Bác sĩ phân biệt cho tôi bệnh đau nửa đầu với các chứng bệnh đau đầu khác ạ. Các cái triệu chứng thường gặp như là bệnh nhân có thể bỗng dưng có các cái cơn đau đầu dữ dội, đau ở một nửa bên đầu, sau đó có thể là lan sang hai bên, có thể đau theo mạch đập, kèm theo với đau là có thể buồn nôn, nôn. Bệnh nhân thường sợ ánh sáng và tiếng động mạnh, đau tăng lên khi phải gắng sức như là đi lại hay là leo cầu thang. Các cơn đau thì thường kéo dài 4 đến 72 giờ. Ở 1/3 số bệnh nhân thì có ghi nhận có các triệu chứng thoáng báo. Đó là các cái triệu chứng thường xuất hiện vài phút, thậm chí đến 30 phút trước khi cơn đau xuất hiện, như là bệnh nhân nhìn thấy mờ hoặc là nhìn thấy các cái chấm đen, nhìn thấy ánh chớp, các cái mùi khó chịu, bị tê ở nửa bên mặt hoặc là tê ở một nửa người. Sau khi các triệu chứng thoáng báo hết đi thì cơn đau xuất hiện. Với bệnh đau nửa đầu thì trên lâm sàng chúng tôi thường phải phân biệt với các cái bệnh lý đau đầu khác như là đau đầu kiểu căng thẳng. Đau đầu kiểu căng thẳng thì thường cái mức độ đau chỉ từ nhẹ đến trung bình, dai dẳng, ít thành cơn, thường đau ở vùng sau gáy. Ngoài ra cần phải phân biệt với các cái căn nguyên gây đau đầu thứ phát như các cái căn nguyên các bệnh lý ngoài não như là viêm xoang, bệnh viêm vùng răng miệng hoặc các bệnh ở mắt như là bệnh glaucom, tăng nhãn áp, các bệnh lý ở sọ não như là viêm não, viêm màng não. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cách phòng và điều trị bệnh đau nửa đầu. Để điều trị bệnh đau nửa đầu migraine, các bác sĩ sẽ phân ra là điều trị cắt cơn đau nửa đầu và điều trị phòng ngừa cơn đau đầu tái phát. Có các cái phương pháp điều trị là dùng hóa dược, tức là kê đơn thuốc. Hiện nay thì việc điều trị đau nửa đầu migraine đã có rất nhiều loại thuốc. Trong đó thì các cái thuốc kháng động kinh, các thuốc chống trầm cảm đã được chứng minh có hiệu quả.
Ngoài ra thì việc sử dụng sóng từ trường từ máy kích thích từ xuyên sọ cũng là phương pháp mới đã được chấp nhận trên lâm sàng và đã chứng minh có hiệu quả và an toàn. Về các biện pháp phòng tránh tái phát cơn đau nửa đầu thì chúng ta sẽ dựa vào các yếu tố gây kích hoạt cơn đau nửa đầu thì chúng ta sẽ có cái biện pháp phòng tránh. Đầu tiên là người bệnh cần có ý thức về việc tập luyện thể dục và giữ gìn sức khỏe. Với một cơ thể khỏe mạnh thì tần suất xuất hiện bệnh đau nửa đầu sẽ giảm đi, ngủ đủ giấc, giải tỏa những stress. Ngoài ra những cái thói quen có hại cho sức khỏe như việc hút thuốc lá, uống rượu bia cần phải được tránh trên những bệnh nhân có bệnh lý đau nửa đầu migraine. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguy cơ lây lan trên diện rộng, Hưng Yên đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ nhằm phòng chống dịch COVID-19 cho các em học sinh, đảm bảo các điều kiện an toàn cho việc dạy và học tại các trường. Ghi nhận sau của nhóm phóng viên tại huyện Kim Động. Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phú Thịnh, huyện Kim Động hiện có 521 học sinh tiểu học, trong đó có 106 em học sinh lớp 1 được đến trường học một tuần 3 buổi. Các khối lớp khác còn lại thực hiện học trực tuyến. Tuy nhiên, thời gian vừa qua, trên địa bàn xã đã phải phong tỏa khu dân cư thôn Trung Hòa do có liên quan đến trường hợp F0. Trước thực trạng đó, nhà trường đã chủ động các biện pháp phòng dịch, đảm bảo an toàn cho học sinh và các thầy cô giáo. Nhà trường đã xây dựng các kế hoạch đón học sinh đến trường, đo thân nhiệt của các con ở ngay tại cổng trường. Khi ra tan lớp, chúng tôi cũng đã bố trí cho các lớp là tan ở các khung giờ khác nhau để đảm bảo cho việc không tập trung đông học sinh cùng một thời điểm. Vào cuối tuần thì nhà trường đều tiến hành phun khử khuẩn và tổng vệ sinh trường lớp. Với những biện pháp hiệu quả, chỉ sau 5 ngày cho học sinh học tại nhà thì nhà trường đã hoạt động trở lại bình thường. Hay tại trường tiểu học Thọ Vinh, huyện Kim Động đã phải thực hiện dạy học trực tuyến trong 15 ngày, từ ngày 14 đến ngày 28 tháng 9 cho tất cả các khối lớp do có trường hợp F0 tại khu dân cư thôn Bắc Nam Phú. Ngay khi hết thời gian phong tỏa, nhà trường đã tiếp tục đón học sinh lớp 1 đến trường và chủ động các biện pháp phòng dịch. Nhà trường thì đã tổng vệ sinh trường lớp, khử khuẩn và thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, thực hiện tốt việc khai báo y tế. Đối với học sinh khi đến trường thì nhà trường cùng với phụ huynh học sinh và gia đình đã thực hiện tốt khai báo y tế qua ứng dụng các phần mềm. Nhà trường thì xây dựng kế hoạch giảng dạy học sinh trực tiếp đối với học sinh lớp 1, trực tuyến đối với học sinh khối 2, 3, 4, 5 để đảm bảo đối với học sinh dừng đến trường nhưng không dừng học tập. Để các biện pháp phòng dịch đạt hiệu quả cao, các nhà trường đã chủ động dạy học sinh các kỹ năng phòng dịch. Ở trường các cô dạy con là thứ nhất tốt 5K, thứ nhất khẩu trang, thứ hai khử khuẩn, thứ ba khoảng cách, thứ tư không tập trung nơi đông người, thứ năm khai báo y tế. Cô giáo dạy con thực hiện tốt thông điệp 5K, đó là một đeo khẩu trang, hai khử khuẩn, ba khoảng cách trường lớp mỗi bàn ngồi một bàn, bốn khai báo y tế, năm không tập trung đông người. Với sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng dịch, các nhà trường đã nhận được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh khi đưa con em đến trường. Tôi có hai cháu học ở trường tiểu học xã Thọ Vinh. Mỗi khi đưa cháu đến trường học, tôi thấy ở trường đảm bảo thực hiện đúng cái 5K. Cái thứ hai là trước khi vào trường thì các cháu được đo thân nhiệt, sát khuẩn. Chúng tôi cảm thấy rất là yên tâm. Hàng ngày đưa con đến trường thì tôi đã thấy nhà trường thực hiện tốt các công tác tuyên truyền về phòng chống dịch cho nên chúng tôi thấy rất là yên tâm khi cho con đến trường. Có thể thấy, trẻ trong độ tuổi tiểu học là đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng khi có dịch bệnh COVID-19 vì sức đề kháng, kỹ năng tự phòng chống bệnh dịch còn hạn chế. Vì vậy, việc triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho trẻ trong và ngoài nhà trường là hết sức cần thiết. Với sự chủ động, linh hoạt trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, hy vọng các đơn vị trường tiểu học trên địa bàn tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo nâng cao chất lượng giảng dạy, vừa thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng dịch bệnh COVID-19. Chương trình Cuộc Sống Khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại ở chương trình lần sau.